Rồi, kênh Dân Miền Tây Đàm Năm xin chào khán giả nghe. Thì ngày mai là 22 Tây là Hiển sẽ xuống dưới nông trường sông Hậu. Địa chỉ gặp Hiển là ở cầu số 4 nông trường sông Hậu nghe khán giả. Thì những khán giả nào ở Cần Thơ hoặc ở Hậu Giang hoặc là ở gần nông trường sông Hậu thì có thể là giao lưu với Hiển ở địa chỉ là cầu số 4 nông trường sông Hậu. Thì Hiển đi từ Long Xuyên lên đó là khoảng tầm 9 giờ là Hiển có mặt tại cầu số 4 nông trường sông Hậu. Thì cái vườn mà Hiển làm địa điểm đi giao lưu á là cái vườn của anh Bình khán giả. Thì Hiển là mong khán giả có nhín chút, ai mà có được thời gian rỗng rảnh á thì nhín chút thời gian gặp riêng Hiển để có thể là giao lưu với nhau về cái thực nhãn luôn. Thì ở đó có vườn của anh Bình luôn. Vườn của anh Bình là hôm nay đổ gốc nhãn là 25 ngày là chưa thấy gì hết. Thì khán giả nào mà có yêu cầu mà giao lưu với Hiển thì có thể là mình gặp ở địa chỉ đó. Thì Hiển nhắc lại địa chỉ lần nữa là cầu số 4 nông trường sông Hậu nghe khán giả. Còn riêng chính Nam á thì anh qua bên đó đó, tranh thủ chạy qua gặp anh chút. À, còn chị Hồng Vân mà chị xin clip này á, thì chị chạy qua em đi rồi em gửi đồ của chị nha. Thì Hiển làm clip thông báo như vậy thôi. Thì nếu khán giả nào ở Cần Thơ mà có xem được thì có thể đến giao lưu cùng với Hiển và chia sẻ kinh nghiệm các bạn. Cảm ơn khán giả đã theo dõi.